Sáng nay ngày 4 tháng 11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, đặc phái viên Tổng thống, trưởng đoàn Mỹ dự hội nghị cấp cao Đông Á và hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ. Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Mỹ, thống nhất cùng triển khai các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong năm 2020, khi hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ, cũng là năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm tới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại trên cơ sở cùng có lợi. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien bày tỏ mong muốn của Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam và ASEAN, ủng hộ vai trò của các nước ASEAN, khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.